Hello, chào mừng các bạn đến với tựa game Dragon City. Mình là Sunita đây. Và hôm nay đang có sự kiện giảm giá 50% trái cây để cho rồng ăn các bạn ạ. Lần gần đây nhất mà sự kiện này xuất hiện đó chính là vào cái sinh nhật lần thứ thứ mấy nhỉ? Thứ 9 hay sao? 9 hay thứ 8 nữa mình không nhớ rõ các bạn ạ. Của tựa game Dragon City các bạn ạ. Và hôm nay Black Friday nó lại xuất hiện một lần nữa các bạn ạ. Và sự kiện này là phải gọi là một sự kiện rất là ngon. Ở đây thì các bạn sẽ dùng trái cây đấy để cho những con rồng của mình ăn đạt max cấp level 70. Thì để một con rồng ăn lên level 70 thì bạn cần phải tốn khoảng là 110 triệu phút từ level 1 lên 70 nha các bạn. Và đối với sự kiện này thì các bạn sẽ giảm giá được một nửa, là các bạn chỉ tốn là 55 triệu thôi. Rồi, về vậy thì nhân sự kiện này thì mình sẽ cho con Kama Dragon lên level 70 nha các bạn. Rồi, con này liền chiêu. Ok, mình thu trái cây xíu nữa rồi chúng ta đi cho Kama Dragon lên level 70 nha. Sau đó mình sẽ về thăm mạc chính của mình nữa, xem được có con gì cho anh không. Mạc chính này mình bỏ lâu quá rồi các bạn ạ. Gì ta? Kama Dragon hả? Kama Dragon ở đâu trên đây? Đây các bạn ạ, hiện tại nó là level 50 rồi. Và với 54.000 trái cây thì mình đã đủ tự tin để cho nó là được 70 các bạn ạ, max cấp. Rồi và chú này sẽ được mình test dam ở cái rank legend 1. Và mình sẽ bắt đầu hạ rank các bạn, hạ rank xuống legend 1 để hôm nào mình test dam của Kama Dragon. Nó đánh cho bạn xem nó bá cỡ nào. Con này phải đi luyện kêu nữa các bạn, luyện kêu nữa mới đẹp. Ok, max cấp này, a cộng luôn rồi nè, còn cái liền kêu thôi, liền kêu là đẹp luôn các bạn ạ, mà chờ đến ngày liền kêu thôi, đó. Rồi đi đánh đấu trường, hiện tại chúng ta có đấu trường mới là đấu trường đất các bạn, đấu trường đất, xem mình có những con rồng nào. Hai Star Dragon, một con, Barbarian, hai con, về Primal Titan, hoặc là hai Tectonic, hoặc là Glutstonot năm ba. Nói chung cũng nhiều 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 các bạn ạ. Tôi bắt này, tôi bắt thì được hai con. Vào chủ yếu thua thôi các bạn ạ, thua để rớt răng. Cho nó ăn 3 kill rồi out. Ôi, chấm 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 chấm, win game. Biết mà. Rồi các bạn ạ, nãy chơi đấu trường bị win game. Dạng như là để nó quánh đó các bạn, để nó quánh mà nó chưa kịp lót rồng là nó văng liền à, lành lắm. Ở đây mình cũng có thủ thần 3 sao nữa nè. Lót chưa, lót chưa. Chậm chậm các bạn, chậm chậm. Lót kịp rồi các bạn. Hai đam nữa. Mình sẽ thoát các bạn ạ. Thoát để thua trừ cấp mà mình vẫn được cái gọi là huy hiệu để đổi quà. Bây giờ mình chỉ cần thoát game vào lại là mình sẽ có huy hiệu thôi. Để mình thoát game vào lại xíu ạ. Rồi ok các bạn ạ. Heroic. Heroic mình mới có lab 2 nút 3 các bạn. Chút nữa đua xíu nha. Giờ đấu trường nè, thua luôn nè. Toàn mảnh cùi không các bạn ạ. Ok, chúng ta đến với trận tiếp theo. Nó có hai Tectonic, Glutstonus, Vampire, Sinbad. 5 sao mà level 30 thì nó cũng yếu yếu các bạn, không mạnh đâu. Con này thì do mình chưa có cái viên ngọc đó các bạn. Nếu mình có viên ngọc thì mình có thể gì ta, nếu mà có viên ngọc á, có viên ngọc thì nó có mới mở khó được skill đặc biệt của con rồng hai Tectonic các bạn. Con này chịu thôi,
Này, 3 sao level 40, 50.000 đam. Còn chưa đánh là ghê. Hút máu nè. Rồi, skill đất. Ôi, chưa đi các bạn, phải thêm kill nữa. Vẫn chưa rớt xuống rank Legend 2 các bạn ạ. À, cuộc đồ hình dài đánh đâu có lại ai đâu ta. Đồ hình dài đánh sợ lại bên kia rồi. Vít luôn cho nhanh nha. Ấy, Legend 2 chúng ta đã đánh được với con gì ta? Kung Fu nè các bạn ạ. Ok. Đánh với Kama Dragon đi combat được. Mà ở đây thì nó lại được búp máu hay là búp đam các bạn. Ở rank này thì là Brider Full là sẽ được thể hiện skill nước mạnh nhất. 221.000 máu. Nếu mà đang crit sẽ là đam crit là như ta. Đam crit của nó là sẽ là 442.000 máu các bạn. Còn nếu mà con này ở Legend 1 thì đam nó to hơn kia nhiều. Rồi mình sẽ chờ ngày test nó cho bạn xem nha. Đây test đam 70. Mình canh nhắn quýt các bạn à, các bạn không thể xem đam được cái chỗ đấy rồi, rất tiếc. Gì đây, ba con sinh full các bạn ạ. Đây là sự kết hợp giữa ba sinh full chơi skill nước liên tục, gì chơi skill gió liên tục các bạn ạ. Một gió này. À, gặp đội hình yếu bên kia là nó không quýnh được gì đâu các bạn. Hai gió nè. Nó còn đi. Ba gió nè. Này thì để con này ra đam sát đây luôn. Hả? À, team bên kia không quýnh được tuần nào. Đó là sức mạnh của Sinful áp đảo tuyệt đối các bạn ạ. Rồi, đấu trường quay quay dễ vui rồi các bạn ạ. Và đi coi Helix có gì không. Win Language Battle một trận. À, sẽ ném Kama vào combat luôn cho các bạn xem. Ok. Rồi và tập sau thì mình sẽ review lát 30 Helix Ray cho các bạn xem nha. Còn tập này thì tạm thời chưa. Tạm thời để dành tập sau các bạn. Tập này đang có sự kiện Fading Frenzy cho rồng anh lên level 70 cái đã. Đánh một trận thu trái cây để mình tự thu các bạn. À đúng rồi, còn bản đồ sự kiện cho các bạn nữa. Đúng rồi. Phải review bản đồ sự kiện cho bạn xem nữa ha. Chờ phút mình cũng chưa trồng nữa các bạn. Thôi để từ trồng sau. Ok, chúng ta đến với sự kiện của Robo Fox các bạn ạ. Ở đây thì mình các bạn đợi xíu mình ra mình lấy cái bản đồ cho bạn xem. Bữa giờ cũng có mấy bạn nhắn tin cho mình xin bản đồ rồi. Bạn nào cần bản đồ thì cứ nhắn tin với mình Facebook hoặc Zalo hoặc là có thể xem trên live trên video cũng được. Rồi các bạn ạ, hiện tại đây là bản đồ của sự kiện ha. Ở đây các bạn có thể đi nè. Tùy các bạn mục đích các bạn đi lấy gì nha các bạn. Ví dụ đi lấy rương nè. Lấy rương nè. Đây là bản đồ chỉ dành đường đi lấy rương nè các bạn ạ. Đấy. Quần lên lấy rương nè. Gì? Đây đâu phải lấy rương, đây là lấy rồng các bạn ạ. Đây là hình lấy rồng rồi. Còn lấy rương thì các bạn phải đi kiểu khác. Lấy rương ví dụ như các bạn phải đi như thế này. Bạn qua đây đúng không? Bây giờ các bạn thích lấy Black Scorn nè. Còn rương là cái nào ta? Rương là cái đây. Mỗi bên các ba rương. Vậy ví dụ bây giờ bạn đi qua đây, bạn lên lấy rương nè. Bạn lầm cái này, bạn cua qua lấy rương, cua lên lại lấy rương. Đó, mỗi bên các bạn đi có ba rương như thế.
thì tùy các bạn nha. Còn mình thì chắc là mình lấy gì ta, mình chắc phải lấy rương các bạn, tại vì sự kiện này collection quá ngon, mình chưa review collection cho bạn xem nhờ. Đây chúng ta về xem này, qua lấy mà lấy con trước đi, mê cái này các bạn. Cái này đổi rương 92 rồi, từ từ tính sau. Đây review cái collection của sự kiện đã. Hôm bữa mình có review một lần trên livestream rồi, nhưng mà trên video thì mình chưa review. Đây chúng ta xem sự kiện collection của Robo Browse. Rồi ở đây thì các bạn thu thập được cái room đầu tiên, mở ra óp của con hai Whisper các bạn, óp hai Whisper, hai Whisper. Móc thứ hai thì các bạn sẽ được Ram Dome Legend, Jock Legend với Beast. Cái phần quà này cũng được nè. Móc thứ ba các bạn sẽ là Ram Dome Jock Legend và óp của một con Mythical mang tên là Mechano Dragon. Con này cũng rất là ngon nha các bạn, Mythical toàn là rồng mạnh thôi, không có con nào yếu cả. Rồi móc thứ tư, móc thứ tư thì ở đây các bạn sẽ đổi được óp của Titan hoặc là Vampire. Ở đây có hai loại là Titan là Metal, còn Vampire là Bio Ogre Vampire. Nói chung hai con này cũng ngon các bạn. Móc thứ năm là Ram Dome Jock of Heroes, từ 50 đến 100 hoặc là 200, 50 đến 150 các bạn ạ. Rất là ngon luôn. Móc cuối là óp của con hai Robo, óp của con hai con rồng Legend trong sự kiện này, Robo Host và Robo Revenger. Rồi collection rất là ngon nha các bạn ạ. Các bạn ráng kiếm rương và các bạn đổi quà nha. Coi đêm bây giờ mình xem lại cái map, bây giờ mình nên đi đâu. Ok các bạn, hiện tại thì mình đang đứng chỗ này. Nếu mình lắc que dậy, đi xuống lầm 350, lầm 150 hoặc là đâm thẳng 200 luôn. Mình đâm thẳng 200 luôn nha các bạn, đâm thẳng xuống 200 luôn. Ok, đâm thẳng xuống 200 luôn các bạn ạ. Ấy nhầm. Rồi các bạn ạ, mình đâm thẳng xuống 200 luôn nha. Tại vì cái đợt này thì có cái gọi là gì đó, có mấy cái rương Black Scorn, mấy cái mắt Black Scorn nên là thành ra là nó lại tốn rất là nhiều con nữa các bạn đi lấy các bạn ạ. Ví dụ như đây nè, nó tốn thêm nè. Chứ coi như mấy cái sự kiện trước thì chúng ta chỉ toàn là đi lấy cái gì, đi lấy cái rương thôi, cái rương như mới nãy mình lấy thôi các bạn ạ, chứ không đi lấy Black Scorn thì nó tốn ít con hơn. Rồi đỡ qua này, mình đang có 28 10 job có phát. Mấy rương này nhân phẩm cá, mình thấy trên hội có những người mở được ra hai vô đô rồi các bạn, họ nhân phẩm quá là cao. Còn chúng ta thì không không chắc các bạn. Food offer, offer như thế này ai dám mua, offer ít quá các bạn ạ. Ok, còn một ít thời gian thì mình sẽ qua nick chính nha. Lâu quá rồi mình chưa qua nick chính. Sẵn sự kiện này mình thăm thử có con rồng nào còn trang được không nhé bạn. Rồi ok các bạn à, lâu quá rồi bây giờ mình mới vào lại nick chính nè. Mình mới quay video nick chính cho các bạn xem nè các bạn. Phải gọi là quá lâu rồi. Đợt này cái hồi mình đưa máy phính chơi, mình lấy máy phính hết chơi rồi các bạn. Thành ra đợt này chắc có khi là mình sẽ bán. Bạn nào mà muốn mua hạt này thì cứ liên hệ mình qua Facebook hoặc Zalo nha. Hạt này mình sẽ bán với giá 7 triệu à. Ở đây thì sẵn là mình sẽ review các bạn xem luôn. Hạt này thì mình không có dùng hack các bạn, chỉ toàn là nạp tiền vào thôi. Mà do hạt thuê á, nó thành ra kỳ quá hạt thuê. Nên mình chơi một lúc hai hạt không được. Thậm chí thời gian mình quay video còn không có, thời gian mình chơi sự kiện còn không có. Mà chơi một lúc hai hạt thì thành ra mình chịu bó tay các bạn ạ. Lạc này bả không này, bả phí thì cũng không làm gì. Nên là mình bữa giờ mình cũng có người hỏi rồi mà mình cũng rao bán ấy, nhưng mà người ta không đủ tiền. Thì sẵn tiện lên video thì mình rao luôn. Bạn nào cần mua thì cứ liên hệ mình qua Facebook hoặc Zalo. Lạc này mình sẽ rao giá là 7 triệu. Ở đây các bạn có thể thấy bờ like của nó này. Bữa mình định tre Corrupted Legend về 2000 orb cho hạt này ấy, mà không đủ ống nghiệm các bạn ạ. À, với bữa sự kiện mình cũng không vào mua nữa. Hiện tại ạ còn 3.800 game. Rồi Jock of Legend thì còn đây các bạn ạ. Jock of Legend thì vẫn còn được hơn 2.000 mấy. Các bạn có thể nâng một con rồng nào đó lên 5 sao nè.
còn 2600 này, bạn thích con nào đó lên 5 sao đăng các bạn. Corrupted Chaos này mình treo vào được 900. Từ từ chơi thôi, từ từ chơi thôi các bạn. Ở đây thì rồng full luôn, Vampire Titan đều full, đặc biệt là đảo VIP này các kiểu này các bạn. Rival Heavy Start là một mớ luôn này, hình như nhắn vô lắc sao á. Titan Vampire đều full cả. Thì bây giờ mình sẽ cho rồng ăn ha, cho rồng ăn con nào chưa lên level 70 thì mình cho, sau đó là mình review chi tiết xong. Legend hát 5 sao. Mấy con mình cần cho nó lên hết rồi các bạn. Vậy thì bây giờ mình chỉ cần cho con hai con này lên thôi. Hai này lên thì thôi bỏ đi, hai con đó khỏi lên nữa các bạn ạ. Coi có 4 sao 3 sao này cho lên không? 4 sao lên rồi. 3 sao con này lên được nè. Đấy các bạn, con này là Heroic mà lên được nè. Hạt này thì là một lần thế như thế thì mình thu được là 700 ngàn trái cây các bạn ạ. Một ngày thì các bạn có thể chăm chơi thu 3 lần thì có thể thu được 2 triệu phút. Mình trái cây của mình cũng thu từ đó mà để dần dần nó lên các bạn ạ, chứ không phải là mua đồ gì đâu. Rồi vậy thì cho hai con năm sao, hai con này lên max 70 luôn đi. Đang có sự kiện các bạn ạ. Nó để nó bắt sự kiện rồi nó lại ổn. Bây giờ ổn hết rồng rồi. Năm lăm nè, con này hồi chơi búp xích lê mà mình đầu tư có được các bạn. Búp xích lê đầu tư có được. Này là rồng legend cấp 9. Cấp 9 mạnh thứ 3 game đó các bạn, nó không phải mạnh nhất game. Số 4, 65, 66, 67, 68, 69 và 70. Ok. Rồi còn con này nữa, thôi lên luôn. Lên được con nào hay con nấy các bạn ạ. Con này là trong ban hội kỳ có được, nay mình cũng không cần ban nữa rồi. Mình không có chơi mà làm gì có điểm để làm vào ban hội các bạn, nay mình cũng không cần ban luôn rồi. Mình ở ngoài ban nghĩa mình đi ban ốp. Bạn nào muốn ốp cái mình vào ban mình chia liền cho bạn ấy cho nó nhanh. Mình ở ban nữa lâu. Ạc thuế, mình ở ngoài ban mà bạn nào mà cần mua ốp gì thì mình cứ qua mình bán thôi. Ốp Legend hay Heroic đều mình đều lấy giá là 2000 một ốp các bạn. Các bạn thích Kame hay là Vampire rồi các kiểu đủ loại mình có thì mình sẽ treo thôi, với giá là 2000 một ốp. 10 ốp là 20 ngàn, đơn giản vậy. 100 ốp là 200 ngàn. Ok xong, còn 68 triệu trái cây. Rồi còn 68 triệu trái cây để dành các bạn ạ. Cho con này lên nữa. Con này mới 28, cho con này lên cao xíu. Thôi cho lên luôn đi. Cho lên luôn chứ đời nó phí các bạn. Phí cái sự kiện như thế này quá phí rồi. Bỏ qua quá phí. Add lên tiếp 4 sao, max 60 luôn người cho chắc. Hôm nay là mình có nghĩ là sự kiện năm sao các bạn, tại vì hôm nay 29 tháng 11 nè, có nghĩ sự kiện năm sao mình rốt cuộc là cho Black Friday các bạn. Là gì ta? Cho Fest in Frenzy các bạn, chắc là nhà phát hành không có cho năm sao cùng lúc với cái này các bạn. Sợ các bạn năm sao rồi các bạn cho rồng ăn lên 70 hết, người ta lỗ. Nên là không cho mà giấu ém kèo. Rồi mắt cấp một con. Rồi còn lại cho con này.
Con này mát được nhiều người mát nè. Cá sạch cái cây luôn rồi. Chín, năm mười, năm mốt, năm hai. Rồi, 55. Sao ta? Cái gì mà hết xì vậy ta? Con này chắc lên được tầm 45 các bạn. Còn với số lượng trái cây đó mình nghĩ là lên được tầm 45. Lên tiếp 46 47 48 mát. Rồi mát rồi các bạn, 48. Nó là vàng rồng của mình là mát rồi đó. 2 sao 1 sao không biết có con nào không. 1 sao cũng có mớ con nè. 2 sao cũng có vài con các bạn ạ. À, Heris đồ này, Heris 1 sao nhưng mà không chịu lên ta. Nè Light Titan đồ này nhưng mà không lên cũng quá. Thôi mấy con nó level thấp các bạn, không sao. Để mấy con kia ăn cũng vậy là quá ngon rồi. Rồi giờ sao ta? Rồi, quay lại vấn đề này thì nãy mình rao bán 7 triệu nha các bạn. Bạn nào cần thì liên hệ mình qua Facebook hoặc Zalo. Đợt này thì mình chơi ở hai đường truyền là Facebook và Gmail. Bạn nào mua thì mình sẽ bán qua bán cả hai đường truyền Facebook và Gmail nha. Bờ trô lai hiện tại là lên được 198.000 rồi. Đây là rồng của mình nè, được 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 7 con 5 sao, rồi 4 sao được các kiểu vẫn con, Job Corp Legend được các kiểu, rồng thì là 292 con và còn trong store nữa, trong store rất nhiều, tại vì mình không có up ra các bạn ạ, nè. Trong store rất nhiều, còn off ấy, Job Corp Legend thì các bạn thấy rồi, Job Corp Legend và Job Corp Heris được các kiểu là nó cũng có tương đương với thêm một con rồng legend nào đó các bạn có thể nâng được 5 sao trong sự kiện là Empower Happy Hour. Rồng xịn thì thoải mái rồi, Vampire Titan có rút tịt đồ có hết. Và nay thì không chơi được nữa, hôm nay không chơi ạc này nữa, thành ra mình mới bán. Chứ không mình cũng để dành quay video các bạn ạ. Tại vì nay quay video ạc thuê rồi. Và thực chất mình cũng âm mưu là nếu bán được ạc này thì mình góp tiền vào mình mua ạc thuê luôn. Chung là cũng có âm mưu đó các bạn ạ. Rồi trứng trong kho nói chung rất nhiều nha. Rồi à tí nữa cho các bạn xem Heroic đồ các kiểu thôi. Đó mình nãy giờ chưa hết luôn ta, nhiều ý. Mình không up gì nhiều dữ ta. Quay vô chưa hết. Chắc sắp hết rồi các bạn ạ. À. Mấy cái trứng máu là chắc sắp hết rồi ạ. À. Hết chưa? Còn. À, hết rồi các bạn. Đây. Rồi, mấy cái trứng chưa up là còn. Máy này là vật phẩm trang trí cũng như Happy Starter thôi. Mới định làm gì nè. À cho bạn xem rồng Heroic các kiểu. Này The Dragon hát này. Không có sale.
Rồi, đây là hết hát nè. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 con rồng Helix nha. Có mấy con sao nè, 2 sao, 1 sao. Rồi mấy con hồi mình đua, mình đánh. Còn mấy con này, như hồi con này mình đầu tư 5 sao nè các bạn ạ. Rồi, rồng Legend thì khỏi nói. Rồng Legend thì nhiều, chúng ta xem thử Titan. Titan là full bộ. Chỉ có 2 Titan thì mình không có thôi. Nha các bạn, Titan thì full bộ này. Để mình chọn on cho bạn xem. Titan hiện tại mình full bộ, mình thiếu ốc kết Titan thôi. Còn Vampire thì cũng vậy, Vampire mình cũng full bộ các bạn ạ. Đây, Vampire thì mình full bộ Vampire này. Giờ hiện tại thiếu 2 Vodo. Và 2 Vodo chắc là mình sẽ nạp vào. Tại vì con rồng này trong cái kia các bạn ạ, chắc là mình sẽ nạp vào để mình lấy thêm 2 Vodo nữa, bán cho nó ok. Vì nếu mà mình bán mà mình không mua nó thì các bạn người mua họ tiếc, bỏ lỡ mất này. Còn lỡ mất này thì uổng các bạn ạ. Sau đó thì họ có thể dùng drop cost vào, họ đầu tư vào 5 năm sau sau. Vampire Vampire là full rồi. Giờ tới Corruptis. Đó các bạn, Corruptis mình chỉ có bộ 2. Bộ 1 không có. Corruptis Chaos thì có thể nâng được lên level 900 thì là gần 3 sao. Rồi nếu các bạn thích 2000 up kia nâng 5 sao cũng được. Này, 900 thì nâng 5 sao này. Rồi off corrupted đồ, nói chung là vẫn còn rất là nhiều. Divine Bat thì mình nạp đầy đủ hết. Divine Bat đồ đủ. À, để cho bạn xem Divine nữa. Divine sao có con này à ta? Còn ngoài trong Star. Không chọn gì hết nha, đi Divine Bass thôi. Divine sao có một con Ascended Divine nè. Ủa lạ, tao coi trên đây coi. Nè, Cop Miss Desonal đầy đủ hết mà. À tên khác các bạn, Ascended, bộ Ascended mới đúng. Ghi phải ghi Ascendes. Đây, bộ Ascendes full nè, 54 con nè các bạn ạ. Rồi rồng làm trái cây thì ở trên này. Rồi bầu Hibiscus là 5 cái level 7 hết rồi. Đó. Rồi, ok. Và video đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các bạn nha.